Vấn đề cuối cùng mà tôi muốn đề cập đó là khử những cái màu cam hoặc vàng trên tấm hình này, làm sao cho trong và đẹp hơn. Cái đầu tiên các bạn có thể chọn resolution giảm thông số luminosity xuống để làm màu trời trong hơn và xanh hơn đôi chút. Tôi chọn resolution và giảm thông số này xuống bằng 2. Tôi kéo đối tượng này và đang đêm một nửa. Tôi thấy rằng ảnh sau khi đang xong đã trắng và trong hơn rất nhiều rồi. Còn một cách thứ hai đó là chúng ta sử dụng camera. Tôi đang chọn camera thứ nhất. Các bạn chọn camera. Các bạn chú ý rằng ở phần cân bằng trắng này, chúng ta chọn D càng thấp thì ánh sáng càng trong và đẹp hơn. Còn D càng cao thì ánh sáng sẽ như màu cam nhiều hơn. Ví dụ tôi chọn D75. Tôi đang D lại tổng thể. Ánh sáng chúng ta đã cam lên rất nhiều. Bây giờ tôi chọn D55 và đang D lại. Khác hoàn toàn phải các bạn. Và tôi hay dùng D55. Còn nếu bạn dùng ND cao hơn thì nên dùng cho ngoại cảnh thì nó sẽ đẹp hơn. Trên đây là hai cách khử những cái màu ảnh cam hay nâu, các bạn nên lưu ý. Còn một cách thứ ba nữa, có thể các bạn nhấn F10 lên. Cái này là cách khử tổng thể luôn. Nhưng mà cách khử này sẽ liên quan đến khử vật liệu là chính. Khi bạn có vật liệu thì nó sẽ có hiện tượng. Còn nếu chúng ta thiếu vật liệu thì cái này chúng ta chỉnh cũng không mang ý nghĩa gì hết. Các bạn chỉnh thông số saturation này để bão hòa màu càng tăng thì các cái đối tượng vật liệu của các bạn sẽ càng rực rỡ hơn, trông đậm đà hơn, và giảm thì nó sẽ nhẹ đi cái đậm đà đó. Vì vậy khi mà các bạn muốn giảm thì phải chắc chắn rằng mình ốp vật liệu vào. Bây giờ tôi xin kết thúc bài tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.